Nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân không ra đường vào ban đêm từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau trong phạm vi toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau 18 giờ hôm qua ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã vắng vẻ hơn so với những ngày trước. Tuyến đường Trần Phú những ngày trước còn khá nhiều xe lưu thông vào ban đêm dù đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Nhưng sau 18 giờ tối hôm qua, tuyến đường này vắng người qua lại, thỉnh thoảng mới có ánh đèn của xe máy hoặc xe tải. Tại chốt kiểm soát của các phường như trên đường Võ Thị Sáu, đoạn công viên Lê Thị Riêng, trước Ủy ban nhân dân phường 7, đường Tôn Đức Thắng, phương tiện lưu thông ít hẳn. 19 giờ, tổ công tác 238 của công an thành phố Bạc Liêu bắt đầu đi tuần tra một số tuyến đường trong nội ô thành phố như đường Hoàng Diệu, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, 23 tháng 8, Võ Thị Sáu, Ninh Bình. Hàng quán đóng cửa, các quầy bán thức ăn vỉa hè cũng không còn. Một số trường hợp sử dụng xe hai bánh chở người đã bị tổ công tác dừng xe kiểm tra giấy tờ, lý do ra đường, đồng thời nhắc nhở từ hôm nay hạn chế ra đường vào ban đêm theo quy định để phòng chống dịch. Theo công văn số 3030 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tạm dừng các hàng quán buôn bán trên vỉa hè, lề đường, hạn chế tối đa các trường hợp sử dụng xe hai bánh để chở người, trừ người điều khiển phương tiện hoặc trong các trường hợp công vụ, tuần tra kiểm soát và chở người bệnh đi cấp cứu. Đặc biệt, hạn chế tối đa người dân ra đường vào ban đêm từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp huyện tăng cường quản lý người dân tại địa phương, yêu cầu hạn chế tối đa việc ra đường trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Thiết lập bổ sung ngay các chốt kiểm soát trên các tuyến giao thông, duy trì đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Yêu cầu người ra đường, nhất là người đi trên xe hai bánh phải giải thích rõ lý do ra đường. Nếu không phải trường hợp thật sự cần thiết thì buộc phải quay về nhà. Thời gian áp dụng kể từ ngày ký văn bản đến khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền.